Thứ bảy rồi, hello thứ bảy. Em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa. Chào mừng tất cả chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2024, em An xin kính chúc tất cả chị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều những phút giây thư giãn thoải mái xem kênh của em An anh chị nhá. Và ngày hôm nay em An về được 5 mẫu xe hàng chuẩn chất để phục vụ anh chị. Đều là những chiếc xe được lựa chọn kỹ càng, được kiểm tra chất lượng đầu vào và bán ra, được cam kết cho chị bằng văn bản tuyệt đối không đâm đụng, không thủy kích, không tai nạn và km nguyên bản, bao cho chị phạt nguội, bao cho chị pháp lý, có hỗ trợ trả góp anh chị nhá. Và hôm nay em An đã có 5 chiếc xe rồi. Chúng ta về phần đầu xe của những mẫu xe này để giới thiệu cho chị. Cửa hàng nhà em An tọa lạc tại số 1968 ngã ba xã Đường Tỉnh 743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Và anh chị lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương em An có thể đặt lịch xem xe, lái thử. Alo trực tiếp vào số hotline 0943 444 550 hoặc 0968 390 391 anh chị ạ. Em An đang có Hyundai Accent số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2023. Chiếc này của em An thì mới chạy có 45.000 km tự động tiêu chuẩn. Em này đang có mức giá là 458 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios phiên bản E số tự động 2018. Đi đúng 18.000 km. Đây thật ra là một chiếc xe mà em An cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm đó là chiếc xe vừa về. Hôm nay thì các bạn đã sờ ba sạch sẽ, cực kìa đẹp nhá. Thật ra để kiếm một chiếc xe này thì gần như không có trên thị trường. 18.398 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Kia Cerato có lịch sử bảo dưỡng hãng full, sơn zin gần như hết xe, bản Luxury 2019, một chủ từ đầu 38.000 chuẩn. Em này đang có mức giá là 489 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Mazda CX-5. Đây là một chiếc xe đánh giá là một chiếc xe siêu lướt với những chiếc xe đã qua sử dụng. Đây là một chiếc xe 23 bản Premium Sport 2023, đi đúng 7.500 cây, 838 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Kia Rondo số tự động 2018 bản tiêu chuẩn máy xăng, em này đang đi 29.000 thôi, thực sự cũng rất là đẹp. Chưa đang có mức giá cho chị là 458 triệu đồng. 4 mẫu xe, 5 mẫu xe này thì em An đều cam kết chất lượng và có văn bản kèm theo, cũng như là hỗ trợ cho chị trả góp này, hỗ trợ chị kiểm tra check test này. Và em An thì đây là những xe mới về nên là duy nhất có chiếc Vios là chưa sờ ba thôi chị nhá. Còn 4 mẫu xe này hiện tại đang trong quá trình sờ ba. Rất nhiều anh chị có hỏi Accent thì hôm nay đã có Accent ở đây. Rồi, Accent số tự động phiên bản tiêu chuẩn 23. Chiếc này của em An thì tất cả dàn lốp là theo xe chị nhá. Dàn lốp theo xe. Đấy. 23 số tự động. Và mẫu này hiện tại thì hiện tại nhà em An đang chào bán là 458 triệu. Đấy. Có hỗ trợ trả góp nha chị nhá. Đấy, có hỗ trợ trả góp cho chiếc Accent này. Tự động tiêu chuẩn. Phần lóc xe hay là phần gương thì chủ xe đều lên đề can đen rồi chị nhá, tạo cái sự thể thao, nhưng mà mình hoàn toàn có thể bóc ra. Đấy, 4 mắt cảm biến sau, cái cụm đèn hậu này thì chủ xe họ cũng dán rồi. Đấy. Dàn vỏ là theo xe hết đấy chị nhá, dàn vỏ là đết là tuần thứ 2 năm 2023. Chưa này 45.000 km. Đấy, đầu 23 thì bây giờ cũng là gần 2 năm rồi đúng không chị? Bây giờ cũng là tháng 8 rồi, gọi là hơn năm rưỡi rồi. Đấy, lên ghế da, lên nót sàn, trần nguyên bản. Nhiều anh chị hỏi Accent thì hôm nay mới có hàng. Đấy, tự động tiêu chuẩn 23 màu trắng đấy. Đấy. Luôn là cái màu đẹp nhất của Hyundai Accent. 45.000 km và đây là lịch sử bảo dưỡng đang hẹn 48.000 này chị nhá. Em này của em An đang đi 4.500 km chuẩn. À, mức giá bán đang là 458 triệu. Tất cả những chi tiết này thì chủ xe họ cũng dán carbon này, đề can dạng carbon đấy anh chị. Đấy. 458. Tiếp theo sang một chiếc Vios. Vios phiên bản G đây, bản E. Đây cho chị thêm cốp nữa này. Đây xe mới về nha chị nhá. Em An thì luôn tự tin với mỗi sản phẩm mình bán ra, luôn bán những cái sản phẩm chất lượng đây. Bánh dự phòng chưa lăn này. Đấy, đồ nghề đầy đủ hết. Đấy. Anh chị cứ kiểm tra nhá. Em An hỗ trợ anh chị check test nên là hoàn toàn yên tâm và thoải mái khi mà anh chị check test những sản phẩm nhà em An. Tự động tiêu chuẩn 23, xe đẹp liền nặng. Đấy. Các chi tiết bên ngoài thì chủ xe gần như là cũng đã trang bị một số phụ kiện rồi. Đấy, em này thì bên em sẽ có quy trình như là đánh bóng, rửa dọn làm sao mà đến tay anh chị nó một chiếc xe đẹp nhất có thể. Đây là chất mộc. Chất mộc thì nó là hoàn toàn nó là tự nhiên nhất. Em An quay cho chị. Đây, đây chiếc xe mà em An đã quay qua rồi. Bản E số tự động 2018. Em này là form cũ chị nhá. Màu vàng cát, một trong những cái màu đẹp nhất của Vios. Đấy. Và lưu ý đây là một chiếc xe đi đúng 18.000 km. Nhờ bạn Calamen quay giúp anh vào độ sâu của cái rãnh vỏ này. Đây. Cái bánh vỏ rất là sâu như này đây. Rất sâu như này đây và đết lốp đấy ạ. Tất cả vỏ theo xe và sơ cua chưa lăn. Vỏ theo xe và sơ cua chưa lăn cho chiếc Vios này. Bản E số động nhé, 2018. Các chi tiết như là chén cửa này, tay cửa thì đã lên rồi. Và em này thì bác chủ cũ đã trang bị cho chị ghế da, cũng là tên tư nhân một chủ dầu. Thực sự là mang về cho chị những chiếc xe chất lượng,
với giá cả làm sao mà tương xứng với chất lượng chiếc xe. Đó là cái điều mà em An luôn đề cao và hướng tới. Nên là anh chị khi mà mua xe nhà em An thì thực sự là về mặt chất lượng thì đã được cam kết và bảo hành tuyệt đối rồi. 18.000 nha, và chị có thể nhìn những chi tiết này. Đấy, tapi, ghế này, vô lăng này, vô lăng những cái rãnh, những cái khóe vô lăng này nó còn nguyên những cái rãnh sờn này. Đấy, chưa có một vết bóng mòn nào luôn. Đấy. Lịch sử bảo dưỡng hẹn là 20.000 km đây, cũng cần số kìa. Đấy, xe này cũng đã được trang bị sẵn cho chị là màn hình cam lùi rồi. Đây, đúng 18.000 km nhá. Sai ô tô tặng chiếc xe này cho chị luôn. Thật ra là kiếm được một chiếc xe đẹp như này đúng là rất khó đúng không ạ? Rất khó luôn. Đấy, nên là giá thì em An cũng chia sẻ rất là rõ rồi. Chấp nhận khi mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một cái chiếc xe mà nó đẹp như này thì chấp nhận giá cứng hơn một chút, nó cũng rất là đáng đồng tiền. Dàn vỏ theo xe nhá, các chóa đèn đều là halogen hết. Đấy, 2018 bản E. 398 triệu đăng kiểm vào đến tháng 1 năm 2026 cho chị luôn, miên man nha chị nhá. So chiếc Vios E tự động 2018 này. Đấy, quá đẹp luôn, thực sự là. Chiếc xe này thì em An phải tự tin rằng để kiếm được một chiếc xe đẹp như này thứ hai thì rất là khó, cùng đời. Rất khó luôn. Và chị yêu xe đẹp thì đến em An thôi, 398 triệu. Tất cả giá em An báo là giá có cạnh tranh, có thương lượng nhá, chứ không phải là em An báo ra đó em An bán, nên là rất là mong mà chị cũng phải hiểu cho em An. Trước chứ đừng có đánh giá là xe đắt hay rẻ khi mà chúng ta chưa nhìn chiếc xe. Còn anh chị cứ thiện chí đi, lên gặp em An có giá tốt cho chị. Tiếp theo là Kia Cerato bản Luxury. Em này Luxury sẽ là bản sẽ có cửa sổ trời và ghế điện nhá. 2019. Đây. Form này là form mới này, Cerato form mới này. Nhiều anh chị hỏi em An lắm. Em này lên cái mặt ga lăng này. Đèn pha dạng thấu kính và bốn mắt giải LED định vị ban ngày. Đây. Và dàn lốp theo xe nhá. Chiếc này thì được cái ưu điểm là đi rất là ít, 38.000. Sấy quá nhiều ưu điểm luôn, 38.000, lịch sử bảo dưỡng hãng full. Sơn zin gần như hết xe. Đó, một chủ tư đồng. Thực sự là tuyệt vời đúng không anh chị? Đấy, anh chị bỏ tiền ra chị mua được những cái sản phẩm này. Em An nói thật với anh chị là nó đáng từng xu chị bỏ ra. Đấy. Và khi mà chị mua qua showroom thì chúng ta được đảm bảo về mặt chất lượng, bao quay đầu, bao check test cho anh chị thì còn chờ gì nữa đúng không ạ? Anh chị cũng có thể truy cập vào website bên em An để cập nhật những mẫu xe nhá. Đèn hậu sẽ là dây LED này. Đấy. Cho chị coi hết form dáng của chiếc xe, tất cả dàn vỏ là theo xe nhá anh chị nhá. Kia Cerato phiên bản Luxury 2019. Đây, các chi tiết này. Đấy, bánh dự phòng đây. Bánh dự phòng thì vẫn là theo xe nhưng mà có hạ nhẹ rồi, nó vẫn còn rất là sâu nhá. Hầm bánh nguyên bản tuyệt đối là không cấn đụng phần đầu cửa cabo, anh chị cứ check nhá. Thật ra là em An đã kiểm tra rồi nên là anh chị yên tâm. Đấy, chủ yếu là chúng ta tin tưởng vào uy tín của đơn vị thôi. Em An sẽ kiểm tra cho chị cái đế lốp này. Đế lốp đầu ra. Em này chắc làm bên trong rồi nhưng mà lốp này lốp theo xe nhá anh chị nhá. Quay sát vào một chút em. Đi 38 ngàn. Đây, cho chị coi này. Nội thất ở bản này sẽ được trang bị ghế da nguyên bản này. Ghế điện điều hòa hai vùng độc lập, vô lăng tích hợp, đúng 3.8 nhá. Cửa sổ trời trần nỉ zin. Calamen sẽ quay vào cả đồng hồ này, táp bi cửa, vô lăng cửa số cho anh chị coi. Thực sự là chất lượng đúng không ạ? Với một chiếc xe như thế này thì em An nghĩ rằng lâu lắm rồi em An mới có đấy. Nói chung là rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi cho em An nhưng mà không có hàng để mang về. May mắn sao mà bữa nay thì cập nhật được những cái sản phẩm đẹp cho anh chị để anh chị tham khảo. 3.8 chuẩn nhá, duy nhất một chiếc thôi. Và giá bán hiện tại đang là 489 triệu đồng. Anh chị lên xem xe thì em An còn bớt thêm. Đây để em An kiếm cái đất lốp này. Nó có thể nó làm mặt trong. Đây là anh chị này. Tuần thứ 3 năm 2019. Đấy, được chưa ạ? Tuần thứ 3 2019 và cái rãnh lốp rất là sâu này. 489 triệu đăng kiểm còn đến tháng 12 năm 2025 anh chị nhá. Tháng 12 2025. Tiếp theo là một chiếc Mazda CX-5. 2023 phiên bản Brest Sport. Màu đỏ ruby, đã sơn mâm đen rồi. Và lưu ý đây là một chiếc xe 7.500 cây thôi, nên là cũng không có gì để bàn. Giá xe cũ nhưng mà chất lượng thì như xe mới. Phải nói là chủ xe cũ họ đã lỗ rất là nhiều trên chiếc xe này rồi. Và bây giờ thì chỉ bỏ ra hơn 800 thôi. Và thiết kế của Mazda CX-5 thì cũng thực sự là quá đặc cấp, quá sang. Cam 360, cảm biến chữ sau, radar, hắt kính, cửa lóc, cốp điện. Quá nhiều đồ chơi đúng không ạ? Quá nhiều đồ chơi luôn. Trên chiếc xe này